Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vào học trực tuyến tại cổng đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt web. Địa chỉ của cổng đào tạo trực tuyến Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh là 118.69.55.61/2.8088/phonghoca/room.php. Trước khi vào phòng học, các bạn cần tham khảo qua hướng dẫn cài đặt microphone. Sau khi đăng nhập, nếu microphone của bạn chưa hoạt động thì chương trình sẽ hiện ra một bảng cài đặt. Bảng cài đặt giống như thế này. Và chúng ta chọn microphone. Nếu như trong khi nói mà thanh bên trái thay đổi lên xuống thì microphone hoạt động tốt. Cách chỉnh microphone trong Windows 7 như sau. Chúng ta nhấp phải chuột vào speaker, chọn recording device. Tiếp theo, các bạn nhấp phải chuột vào biểu tượng microphone, chọn Enable. Nếu như biểu tượng microphone trên máy của bạn đã bật Enable, thì các bạn bỏ qua bước này. Sau đó các bạn nhấp OK. Sau khi các bạn tham khảo xong, các bạn đăng nhập bằng tên của các bạn. Có thể các bạn gõ không dấu hoặc có dấu, nhưng ở đây, theo quy định của trường, các bạn nên gõ có dấu. Mật khẩu là 123456678. Tiếp theo, nhấp chọn, check vào. Một, tôi thực hiện luật bản quyền sở hữu trí tuệ của nhà nước Việt Nam. Sau đó các bạn nhấp nút Go. Hộp thoại cảnh báo microphone xuất hiện. Các bạn kiểm tra bằng nhấp. Các bạn kiểm tra bằng cách nhấp. Nói thử. Các bạn kiểm tra bằng cách nói thử vào micro. Nếu biểu tượng record volume đổi màu liên tục thì micro của bạn đã được kết nối. Sau đó chúng ta nhấp nút close. Nhấp allow để đồng ý cho chương trình flash sử dụng camera và microphone của bạn. Bây giờ chúng ta đã bước vào lớp học, tuy nhiên giờ này chưa có giáo viên cho nên lớp học của chúng ta không có hiện ra phần dạy của giáo viên. Nếu như ở lớp học trực tuyến, các bạn đăng nhập vào lớp ngay giờ dạy thì các bạn sẽ nghe và xem được phần giáo viên giảng dạy, cũng như số người tham gia, và các bạn có thể chat trực tiếp tại lớp học này bằng cách nhấp vào khung chat ở bên dưới. Các bạn gõ vào.
Về giao diện của cửa sổ lớp học thì các bạn có thể tham khảo clip sau đây. Thêm một điểm nữa 2-0 cho các cầu thủ Việt Nam. Việt Nam một trận dễ dàng, có cái nhà như cái đường bên này nữa. Rồi ba bốn cái chân đúng chưa, có xảy ra thế lắm không? Thì đây là giao diện của lớp học ngoài có hại đánh giá có hại đúng không? Có hại chỉ là có hại thì mình sẽ thử xem có cái trường hợp nào mà có xảy ra vấn đề gì. Bên phải màn hình thì ở bên trái là toàn vấn đề có gây ra vấn đề chỉ ra một cái chủ nào đấy mà nó thực thi không, có nghĩa là gì không phải lên lọc đúng không? Hình ảnh của giáo viên đang giảng dạy nếu không nghĩ được thì có thể gì xét lộn là gì, hình ảnh đẹp lắm. Tại vì có chương trình đó. Thì bài hôm nay thì cũng sẽ chọn. Nhưng mà nhìn ra đây thì mình sẽ cho anh nào thực thi đầu tiên. Anh nào? B1 sao thực thi được? Hai cái tài nguyên R2 thì đang bị ai nắm? B2 nắm. Ảnh yêu cầu lên, ảnh có yêu cầu được không? Không. B3 cũng tương tự như B1, không được. B4, B2 xác định bài toán. Đúng không? Đợi và tài nguyên của A sẽ bị lấy lại hết. Cấp anh là A, anh cần là A, B, C, D, E là đúng không? Anh A bây giờ gì? Anh nắm là B, C, D rồi. Còn anh E này thì đang thuộc về một set khác đang nắm, và một set khác thì được có đủ hết tài nguyên rồi. Sau khi các bạn học xong, các bạn nhấp nút thoát. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.